Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, nhân mùa đông phải nói là rất là lạnh thì chúng tôi sẽ nói về đề tài bệnh cảm cúm, cũng như là giới thiệu đến quý vị loại thuốc Winter Care của công ty Princess Lifestyle giúp quý vị có thể vượt qua được mùa đông này. Chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào Lưu Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Mùa đông này thì chắc chắn là ai cũng bị bệnh cảm cúm rồi, không nhiều thì ít, cho nên là đề tài ngày hôm nay nó rất là phù hợp, bởi vì cả tuần lễ nay rồi thời tiết trở rất là lạnh thưa quý vị. Cho nên là đề tài ngày hôm nay chúng tôi mong là quý vị lắng nghe cũng như là quý vị sẽ chú ý đến những sản phẩm của bác sĩ Morita, đặc biệt là thuốc Winter Care cũng như là thuốc Super Spring Good. Chúng ta có thể uống hai loại thuốc này trong cái mùa cảm cúm này để chúng ta tránh cũng như là mau được lành bệnh, tránh bị bệnh và mau được lành bệnh, cũng như là nếu quý vị bị suyễn, bị dị ứng thì quý vị cũng sẽ mau chóng được phục hồi thưa quý vị. Xin mời bác sĩ về vấn đề cảm cúm năm nay thì bác sĩ thấy là hình như là cái thuốc chích ngừa năm nay nó có thay đổi chút xíu phải không ạ? Vì yeah, các loại siêu vi trùng nó biến dạng phải không ạ? Hàng năm thì thay đổi hết con Lâm Linh. Yeah. Mà mình tôi năm nay bị người ta cúm nhiều quá nên anh Phạm Khanh biết là phòng mặt tôi ai vô cũng bị cúm hết. Cúm rồi hết. Nó lây cho mình không anh? Tôi là cái người mà đã chích ngừa cúm rồi mà vẫn bị lây như thường. Yeah. Tại vì anh Phạm Khanh thấy ai vô cũng ho sù sụ vô mặt mình. Rồi thường thường đó. Mình hỏi đó mình học đó, thì bác sĩ nói đến mùa cảm cúm là quý vị bác sĩ nên đeo găng tay với lại mang cái mask. Mà anh thấy mình đeo găng tay mang mask là thấy nó xa lạ bệnh nhân quá, mình không làm chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi cần thiết không bác sĩ? Cần thiết chứ. Trong nhiều khi xa lạ mình người bệnh nhân người ta cũng phải thông cảm thôi, bởi vì để tránh lây cho mình và tránh lây cho người ta nữa. Cô biết là bên này hay mình đeo cái người ta nghĩ mình ta sợ mình lây cho người ta, cái người ta có mặc cảm này kia. Chứ cô sự thật bệnh nhật cô biết là bác sĩ lúc nào cũng khám bệnh mà đeo mask, yeah, là đeo găng tay, chuyện bình thường thôi. Yeah. Với lại cái người dân rất là có ý thức, ví dụ người ta bị cảm đi, bị cúm đi, tự nhiên người ta ra ngoài cái người ta mang cái khẩu trang à. Yeah. Ta không còn biết xấu đẹp gì hết á. Yeah. Còn bên đây đó mình mang khẩu trang, nó bị bệnh rồi mang khẩu trang của mình, ta sợ, ta không dám tới gần mình. Dạ, yeah, đúng rồi. Ta sợ, ta rất là sợ. Với lại bác sĩ thì khuyên là nên bệnh nhân có bệnh thì nên đeo khẩu trang, không thấy ai đeo. Mà ngược lại nói bác sĩ đeo khẩu trang để mà mình tránh bệnh cho người khác hoặc là bị người ta lây, cũng không đeo luôn. Dạ. Thưa bác sĩ, cái lý do tại sao mà như bác sĩ nói đó là bác sĩ đã chích ngừa cúm rồi mà vẫn bị bệnh cảm cúm là sao thưa bác sĩ? Tại vì thưa quý thính giả, thưa Nam Khánh, mình chích ngừa cúm được có mười mấy loại thôi. À, ở trong cái thuốc chích ngừa cúm. Dạ. Nhưng mà anh biết ở ngoài không khí nó bay khoảng trên 200 loại siêu vi trùng cúm khác nhau. Dạ. Thì cái loại nào mà anh chích ngừa đúng cái loại đó thì nó nhập vô anh thì anh không bị gì hết. Yeah. Còn những loại khác là nó nhập vô anh vẫn bị cúm như thường, nhưng mà nó nhẹ hơn thôi. Yeah. Tôi vẫn bị cúm. Vậy có một số người nói, bác sĩ tại sao tôi chích ngừa cúm hàng năm mà tại tôi vẫn bị cúm như thường? Tại vì mình chích ngừa cúm mà những cái con siêu vi trùng cúm nó không có đúng cái con siêu vi trùng mà nó nhập vô cơ thể mình. Nên lúc nào cũng bị, như cô Lâm Linh cũng nói là chích ngừa cúm cũng vẫn bị là tại như vậy đó. Năm nào em chích ngừa cúm em cũng bị hết, cho nên 2 năm nay em không chích nữa. Thì nó cũng vẫn bị như thường. Nhưng mà thật sự ra mà nói cũng nguy hiểm, mình nên đi chích ngừa cúm bỏ không ạ? Dạ đúng. Thì nhưng mà theo Phạm Khanh không có rành về những cái thuốc cho lắm, nhưng mà chắc là người ta cũng chọn ra những cái con gọi là vi trùng cúm mà nó nguy hiểm, với lại công dụng nhất á, thì người ta để mà tạo những cái kháng thể mà chúng ta chích. Yeah. Với lại nó dễ lây đó, không phải thì người ta con vi trùng nào mà hàng năm nó bị nhiều hơn. Đúng rồi, dạ, dễ lây. Thì người ta lại lựa những con vi trùng đó người ta làm thuốc cúm. Dạ, dạ. Yeah. Như vậy mà là mỗi năm, tức là cái thuốc mà chích ngừa cúm nó cứ nâng cao lên hoài. Năm nay thí dụ 5-7 loại kháng thể, 7 loại vi trùng, năm tới nó nâng nữa, chứ đâu có phải là thuốc nó cứ như vậy, giống như vậy hoài. Được không anh, nó khác nhau. Yeah. Như vậy đó là cái lý do tại sao mà quý vị nên đi chích ngừa cúm, mà đừng có ý là năm ngoái chích vẫn bị, năm nay đi chích, nhiều khi năm nay họ chích có những loại mà thuốc mà nó có chống lại được nhiều vi trùng hơn, mỗi năm người ta update lên, bảo mà ra là nên đi chích ngừa cúm. Anh thấy kỳ rồi tôi vừa ngừa cúm mà lại vừa cái pneumonia luôn. Dạ. Viêm phổi đó. Tại vì thằng thường 6 năm quý vị nên đi chích ngừa cúm, 6 năm là chích ngừa
viêm phổi một lần, pneumonia. Còn cúm thì hàng năm nên đi chích ngừa. Nhưng mà có một số người cũng không chích ngừa mà không bao giờ bị lây cúm cho người khác. Tại biết sao? Tại cái immune system của họ nó mạnh quá đi. Yeah. Nó không có yếu, người nào yếu nó mới bệnh, mới bị người ta lây qua. Anh thấy một mình làm về một cái phòng đi, bao nhiêu chục người nhưng mà có những người không bao giờ chích ngừa mà không bao giờ bị cúm là tại cái hệ thống phòng thủ họ mạnh. Còn có những người năm nào bị cúm tới mùa là bị cúm là nên chích ngừa cúm với lại uống cái thuốc mà để cho giảm cái tránh được cái bệnh cúm đi. Thuốc tây thì cũng có nhiều loại nữa, Tamiflu hoặc là nhiều loại thuốc khác nhau tương đương. Còn đông dược cũng vậy, nó có nhiều cái loại để cho quý vị uống để cho nó mạnh cái immune system quý vị lên, như nhật linh chi, đông trùng thảo hay là những loại nhân sâm này kia rất là quan trọng. Tại nhân sâm mình uống vô con mình biết là nó cũng làm cho hệ thống phòng thủ nó mạnh lên. Em nhớ là có hai cái năm đó em uống đông trùng hạ thảo của công ty đó. Hai năm liền uống đông trùng hạ thảo của công ty, hai năm nó không hề bị bệnh, rất là khỏe, không có hề bị bệnh, tới một mức mà mình thấy mình ngạc nhiên luôn á. Tại vì mình cứ uống đều đặn thôi, mình không có để ý gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mùa đông mình không có bị bệnh, mà nguyên cả hai năm đó không hề có một cái triệu chứng gì hết. Cho nên điều đó cho thấy rằng đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Princess Lifestyle rất là có giá trị, nó rất là tốt. Nếu các bác nào lớn tuổi, sức đề kháng yếu, các bác nên uống đông trùng hạ thảo. Cái chuyện chích ngừa thì tùy theo chúng ta nên chích ngừa, nhưng mà các bác nên uống thêm đông trùng hạ thảo, như vậy thì để lướt qua được cái mùa đông rất là dễ dàng mà không có bị cảm cúm, thưa quý vị. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Lưu Bi Linh. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình promotion của công ty Princess Lifestyle. Khi quý vị mua 6 lọ thuốc dược thảo, quý vị sẽ được tặng một, mua 6 thì được tặng một, và ngoài ra quý vị còn được 6 tấm vé số để mà tham dự vào cái chương trình sổ số cuối năm nay. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết sớm. Và tất cả những cái tấm vé số mà trong năm 2016 mà quý vị chưa có trúng số đó, chúng tôi cũng sẽ gom lại để mà bỏ vào làm sổ số, để mà sổ số chung với những quý vị mới mua những cái ngày gần đây, nhất là những cái dịp cuối năm. Xin nhắc lại là chương trình mua 6 tặng 1. Ngoài ra nếu quý vị mua trên 300 đồng thì chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị một chai đông trùng hạ thảo trị giá là 79 đồng của công ty Princess Lifestyle, gửi tặng hoàn toàn thưa quý vị 79 đồng khi quý vị mua trên 300 đồng. Thì nhân cơ hội này, quý vị mùa lễ Tết cũng sắp đến, vì nào muốn có ý định gửi thuốc về Việt Nam cho người thân thì là chúng ta nên mua số lượng nhiều, mua 6 thì chúng ta được tặng 1, hoặc là mua trên 300 đồng thì còn được tặng một cái chai đông trùng hạ thảo trị giá là 79 đồng của công ty Princess Lifestyle nữa. Và như bác sĩ nói, Morita nói đó, thì một trong những cái loại dược thảo thường dược mà chúng ta có thể sử dụng trong cái mùa đông này để mà vượt qua vấn đề bệnh tật đó là cái nhân sâm. Nhân sâm thì ở công ty Princess Lifestyle có cái loại là nhân sâm nguyên củ, tức là những quý vị mua về công ty ship về cho quý vị là nguyên củ, không có qua chế biến, không có làm gì hết, ngoại trừ quý vị yêu cầu là công ty trước khi gửi về có thể xay nhuyễn thành bột hoặc là sắc thành lát cho quý vị thôi. Còn thường là công ty sẽ gửi thẳng về cho quý vị, và nhân sâm là nhân sâm củ nguyên gốc, được trồng tại bang Wisconsin của Hoa Kỳ, từ 5 năm cho đến 6 năm tuổi nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và giá on sale thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi dán giá là 150 đồng, hôm nay on sale giá chỉ có 100 đồng mà thôi, on sale chỉ có 100 đồng mà thôi. Quý vị nào mà muốn mua đó thì xin gọi cho công ty ngay từ giờ này ở số là 1-800-990-8319, và nhớ là công ty mở cửa luôn cái ngày thứ bảy để mà nhận order của quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 1-800-990-8319. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chương trình kiến thức dược thảo ngày hôm nay.